Rồi thì đây là cái kết quả sau khi mà chúng tôi gắn cái thanh ti trợ lực xuống và lên dành cho xe Mitsubishi Triton. Thì cái ti trợ lực này là của PNK Thái Lan mọi người ha. Nó sẽ bao gồm hai cây. Một cây là để hỗ trợ khi mà cái bửng nó đi xuống, và một cây nó sẽ hỗ trợ khi mà cái bậc đi lên. Tuy nhiên để nhẹ hơn nữa thì DNA Auto có trang bị thêm một cái cây trợ lực lên bửng đó, bằng thép để ở giữa của cái xe Mitsubishi Triton như thế này. Thì khi mà lên nó sẽ rất là nhẹ luôn đó. Khách hàng thì cũng khá là bất ngờ với cả cái độ nhẹ của nó. Đây là xuống này, đây là lên này đó. Chúng ta có thể nâng bằng một ngón, hai ngón thoải mái luôn, nó rất là nhẹ đó. Thì nếu mà mọi người có bất kỳ cái câu hỏi gì về cái bộ ti hãm lên và xuống cho xe Mitsubishi Triton như thế này thì xin vui lòng đặt câu hỏi phía dưới phần bình luận, hoặc ghé trực tiếp cơ sở làm việc của DNA Auto để chúng ta xem thực tế cái mẫu ti trợ lực lên và hãm bửng như thế này. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến giờ phút này, và mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để chúng ta xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi cho xe bán tải mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.